Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự nông nghiệp. Đến chiều 11 tháng 8, người dân và lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục gia cố tuyến đê bao Quảng Điền để cứu hơn 1.000 hecta lúa trên địa bàn huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Sáng ngày 10 tháng 8, nước trên sông Krông Anna bất ngờ tăng cao tràn qua thân đê bao Quảng Điền, gây ngập úng cánh đồng khoảng 1.000 hecta lúa của hè thu. Sau đó, trong hai ngày 10 và 11 tháng 8, hàng trăm người đã chia nhau ra từng nhóm để đào đất, chở đất và cố lại những điểm đê thấp bị nước tràn. Ngoài ra, huy động hàng chục chiếc xe công nông máy múc để hỗ trợ đắp đập ngăn nước. Tuy nhiên, mực nước vẫn tiếp tục tràn qua đê, gây ngập lúa đang chuẩn bị thu hoạch của người dân hai xã Quảng Điền và Bình Hòa, huyện Krông Anna. Nhiều khu vực nước đã dâng lên khoảng 1 mét, một số hộ dân vẫn đang cố gắng gặt lúa chạy lũ.